bây giờ thao tác zoom, để quay phim lại. Thao tác zoom thì phím tắt của nó là F2, phím tắt nó là F2. Ví dụ như là thầy nhấn F2 một cái thì con trỏ chuột nó sẽ biến thành một cái hình, cái lúp, cái dấu cộng. Sau đó thầy muốn zoom cái chỗ nào á, thầy nhấn F2 nè. Sau đó thầy mới quét một cái vùng, thầy quét một cái vùng nào đó thì cái vùng đó nó sẽ phóng to lên. Đó. Cái zoom F2 này á, người ta gọi là zoom khu vực á. À, zoom khu vực á, tức là mình muốn zoom cái khu vực nào á thì mình sẽ bao cái khu vực đó F2 nè. Sau đó mình quét F2 ha, mình quét cái khu vực chúng ta cần zoom á thì nó chỉ zoom đúng chỗ đó thôi. À, người ta gọi là zoom khu vực hay là F2, drag mount là của nó đó, là F2. Ha. À, rồi, ở đây F3 là thu nhỏ, cho nên những F3 thì nó sẽ thu nhỏ. Thu nhỏ ha. Và F4, F4 là tổng thể. F4 là tổng thể hay còn gọi là F4 hay còn gọi là full screen đó. Tức là nó tràn màn hình đó. Full screen là nó lớn nhất luôn, tổng thể luôn. F3 là thu nhỏ nè. F3 là thu nhỏ nè và F4 là full screen. F3 là thu nhỏ, F4 là full screen ha. Đó là như vậy ha. Đó. Thì đó là thao tác zoom. Nhưng mà thực ra cái này á, là mình không cần mấy cái phím này, mình vẫn zoom được bằng cách mình lăn chuột là xong rồi. Lăn chuột hay là mình pan di chuyển đi là xong rồi, cũng không cần thiết vào F3, F4 gì cả. À, nhưng mà đây là một số phím tắt mà chúng ta có thể ứng dụng nó để mình có thể làm cái gì đó thêm ha. Thì đó là thao tác zoom. Rồi, đó là zoom. Vấn đề kế tiếp là phần color là màu sắc. Màu sắc ví dụ chúng ta vẽ hình một cái hình nào đó bất kỳ, ví dụ như hình hình vuông này đi ha. Này vẽ hình vuông trên cao đi, hình vuông thì những cái control cho nó vuông nha. À, vẽ hình này, vẽ xong những trên những cái phím pick tool đã phát lệnh ra. Rồi, thì khi mà tô màu á nó sẽ có hai cái vấn đề. Thứ nhất là fill là tô màu cái nội dung bên trong. Fill là tô màu nội dung bên trong, còn outline là tô cái viền bên ngoài. Outline là tô cái viền bên ngoài ha, còn fill là tô cái nội dung bên trong. Thì chúng ta sẽ có click trái mouse và click phải mouse. Click trái mouse và click phải mouse. Nếu mà mình click trái á, thì mình sẽ tô màu vô trong cái nội dung bên trong. Còn click phải á, thì mình tô cái viền. Chúng ta lưu ý là phân biệt rất là rõ là chuột trái hoặc là chuột phải nha. Nếu mà chuột trái á, thì nó tô được cái màu bên trong. Còn chuột phải là tô cái viền. Ví dụ cái hình này thầy muốn tô, bây giờ thầy vẽ thêm hình khác nè. Nhấn control thì vẽ thêm hình khác nè, hai hình ha. Đó, rồi vẽ thêm hình khác này. À, ví dụ vẽ một vài hình demo đợi. Rồi ví dụ hình này thì muốn tô màu thì chọn nó trước. Bước 1 chọn nó trước. Bước 2 kích vô, ví dụ kích vô màu vàng thì nó sẽ tô màu vàng. Còn muốn tô cái viền thì chúng ta kích chuột phải. Kích chuột phải vô cái viền thì nó có cái viền. Đó nha. Đó, hình này cũng vậy. Tô màu xanh viền hồng. Ví dụ vậy. Cái này thì nó là màu cam, viền xanh. À, ví dụ vậy ha, nó có hai cái phân biệt. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể làm như sau. Ngoài việc tô màu, chúng ta vẫn có thể là ví dụ tô nó màu xanh viền đỏ chẳng hạn. Rồi cái hình này cái viền của nó, nếu chúng ta muốn cho cái viền nó dày hơn, chúng ta đưa chuột lên trên cao. Lúc này cái chỗ này nó có tên là outline wedge. Outline wedge có nghĩa là độ dày viền. Độ dày viền thầy sổ xuống, thầy chọn nó là 1 thì cái viền nó sẽ dày hơn 1 hoặc là 3 hoặc là 4 thì viền nó sẽ dày hơn. Còn ai thích mỏng thì cho mỏng thôi cũng không sao, ai muốn dày cho nó dày lên. À, đây là một cái ví dụ ha. Ngoài ra chúng ta vẫn có thể cho nó không màu bằng cách kích vô chuột trái vô cái ô chéo trên cao này thì nó sẽ không có màu nha. Nó sẽ không có màu. Cái viền cũng không viền luôn cũng được. Nói chung nếu chúng ta vẽ một cái hình mà không màu không viền thì nó sẽ không có gì hết, nó trống trơn, như người ta gọi là tàn hình đó, nó không có gì hết ha. Dĩ nhiên là không vẽ, nếu mà vẽ tàn hình thì làm gì, do là nó màu sáng và viền vàng chẳng hay là viền đỏ chẳng hạn, ví dụ vậy ha. Rồi xin mời mình làm thầy hai vấn đề đi,
hai vấn đề thôi, đó là zoom với color, đó là thử zoom và tô màu cho hình. Rồi xin mời làm hai hai vấn đề này.